Thưa quý vị, với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều loại hình thanh toán không dùng tiền mặt thì giờ đây bất kỳ ai trong chúng ta cũng dễ dàng sử dụng các loại dịch vụ thanh toán số chỉ với chiếc điện thoại của mình. Trong đó, hệ sinh thái tài chính số của tập đoàn VNPT Mobile Money chính là phương thức thanh toán mang lại nhiều tiện lợi vì có thể sử dụng ngay ở những nơi không có sóng 3G, 4G, không cần điện thoại thông minh hay tài khoản ngân hàng. Triển khai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ tháng 11 năm 2021, hiện có rất nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh, buôn bán, dịch vụ ăn uống đã đăng ký sử dụng dịch vụ VNPT Money để thay thế phương thức thanh toán bằng tiền mặt. Chỉ cần có số điện thoại di động đã được xác thực thông tin người dùng, có liên kết với nhà mạng, cài đặt Mobile Money và nạp tiền vào tài khoản, người dùng đã có thể thanh toán nhanh chóng tất cả các dịch vụ thiết yếu, mua sắm mà không cần dùng đến tiền mặt. Đặc biệt, chủ thuê bao có thể thanh toán hầu hết các dịch vụ có giá trị nhỏ đến tiền điện, tiền nước, học phí, cước viễn thông hàng tháng mà không cần tài khoản ngân hàng. Với chị Trinh, chủ cửa hàng tự chọn Narin, việc sử dụng các dịch vụ tài chính số giúp việc kinh doanh của chị linh hoạt hơn, giảm nhiều thời gian công sức kiểm đếm tiền mặt, kiểm soát tốt doanh thu hàng ngày. Tôi bán ở đây cũng lâu rồi mà. Xưa giờ thì thanh toán theo kiểu thói tiền, mua rồi thói tiền. Nhưng mà gần đây thì khách hàng ta cũng có nhu cầu về cái phương thức mà bán mà theo chuyển khoản. Theo mà mình thanh toán theo cái hình thức này á, thì rất là tiện lợi. Thứ nhất là mình đỡ mất thời gian về cái vụ mà thói tiền cho khách. Và mình tránh được cái tiền giả, tiền thật, mình không phân biệt được. Mình không thể nào phân biệt được cái tiền giả, tiền thật. Nên là khi mà mình... khách hàng thanh toán như thế này á, mình chỉ cần kiểm tra lại mình có tiền vô và mình nói chung là đỡ mất thời gian và buôn bán được nó trôi chảy hơn. Thì chỉ cần có cái điện thoại thì ta có thể là thanh toán tất cả các hóa đơn ở những điểm mà có thể chấp có ở những điểm chấp nhận thanh toán bằng ví điện tử VNPT Money. Cài đặt VNPT Money khi nhà mạng triển khai dịch vụ. Hơn nửa năm nay, bạn trẻ này đã hầu như không còn dùng tiền mặt để thanh toán tiêu dùng như trước. Giờ đây chỉ cần quét mã QR có sẵn tại quầy hàng và nhập số tiền cần thanh toán là chị Ngân đã có thể thanh toán tiền, người bán nhận được tiền ngay. Theo em thì cái ví VNPT Money này nó rất tiện lợi. Nó có thể là chuyển khoản đi ngân hàng khác hoặc là chuyển ví được miễn phí. Rồi... thẻ cào điện thoại hoặc là đóng tiền điện tiền nước thì tự mình chủ động mình liên kết ngân hàng thì mình sử dụng nó sẽ tiện lợi hơn, mình đỡ phải đi ra ngoài điểm ngân hàng để mình chuyển tiền, hoặc là có ba mẹ ở xa hay là mình muốn mua một cái hàng nào đó có thể mình chuyển cho người ta một cách tiện lợi hơn, không cần phải tới ngân hàng để làm chuyển khoản. Nếu như trước kia hàng tháng ông Bình phải ra ngân hàng để gửi tiền cho con đang học ở Sài Gòn, thì từ khi tiếp cận với hệ sinh thái tài chính số VNPT Money, công việc này đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều và còn tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại. Thì nói chung là cái ví Mobile Money này thì xài nó rất tiện lợi cái chỗ là khi mà cần, như con như tôi cũng có đứa con học ở Sài Gòn ở xa, thì khi nó cần chuyển tiền để nó thì nó cũng đang xài một cái ví trên số điện thoại của nó luôn, thì khi mình nó cần số tiền đó thì mình chỉ cần cái ví mobile thì mình chuyển cho nó số tiền bao nhiêu, rồi thì khi xong xuôi thì nó sẽ ra ngoài cái điểm giao dịch của VNPT, nó sẽ rút cái phần tiền đó ra để nó sử dụng, và có nhiều khi nó cần cái gì thì cứ alo, thì cái ví Mobile Money này nó rất tiện lợi trong cái việc giao tiếp về cái dịch vụ chuyển tiền với nhau. Lúc đầu nó còn bỡ ngỡ chút thì sân mà xài sau một thời gian xài vài lần thì thấy nó rất tiện lợi trong cái việc mà chuyển tiền rồi rút tiền. Thì nếu cần rút tiền gì thì mình cứ việc ra điểm giao dịch gần nhất của VNPT, mình rút cái phần tiền nó về. Khác với ví điện tử hoặc dịch vụ ngân hàng số, Mobile Money không yêu cầu người dùng có tài khoản ngân hàng, và địa điểm chấp nhận thanh toán dịch vụ này đang ngày càng phát triển để mỗi người dân đều có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng.
người sử dụng có thể thanh toán các dịch vụ, hàng hóa có giá trị nhỏ mà không cần phải đưa tiền mặt. VNPT Bà Rịa Vũng Tàu hiện đang xây dựng hệ thống địa điểm chấp nhận thanh toán dịch vụ VNPT Money ở các điểm kinh doanh, cửa hàng tạp hóa trong tỉnh để người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ. Viên văn phòng, giới trẻ là những người đón nhận dịch vụ nhanh nhất. Đa phần người dùng đều nhận định VNPT Money đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, đặc biệt trong thanh toán các hóa đơn hay khoản tiền nhỏ. Mobile Money của VNPT thì ra mắt từ ngày 19 tháng 11 năm 2021 và đến tháng 4 năm 2022 thì VNPT đã triển khai được là 2.600 điểm kinh doanh dịch vụ và hơn 90.000 điểm chấp nhận thanh toán dịch vụ. Và về số lượng mà khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ là hơn 900.000 khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ riêng tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thì sau 6 tháng triển khai thì đã có được 21.500 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ VNPT Money, và trong đó thì có khoảng 12.500 khách hàng sử dụng cái dịch vụ Mobile Money. Về điểm kinh doanh dịch vụ VNPT Money thì tại VNPT Bà Rịa Vũng Tàu thì có 14 điểm kinh doanh dịch vụ, rồi điểm chấp nhận thanh toán là có 358 điểm chấp nhận thanh toán dịch vụ VNPT Money. Và bên cạnh đó là nhân viên, cán bộ nhân viên của VNPT thì mỗi cán bộ nhân viên cũng là một điểm kinh doanh dịch vụ, sẽ hỗ trợ khách hàng tại nhà khi khách hàng có cái nhu cầu đăng ký dịch vụ. Cái dịch vụ VNPT Money là cũng nằm trong cái vấn đề chuyển đổi số và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của nhà nước và của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hiện tại thì việc triển khai VNPT Money cũng gặp một số vấn đề khó khăn do áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt tại các khu vực công cộng như là chợ truyền thống, các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tự chọn và các dịch vụ thanh toán viễn thông công nghệ thông tin như là điện, thanh toán nước thì cũng áp dụng là thanh toán khuyến khích người dân sử dụng là không có dùng tiền mặt. Hiện Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận triển khai thí điểm Mobile Money trong 2 năm tới cho 3 nhà mạng là Viettel, Vinaphone và Mobilephone. Theo thống kê sơ bộ, đến nay, dịch vụ VNPT Money đã có hàng chục ngàn tài khoản đã đăng ký, hàng ngàn điểm chấp nhận thanh toán phục vụ tốt cho các hoạt động nạp rút tiền mà không cần đến chi nhánh ngân hàng. VNPT đang đứng trước một trách nhiệm và cơ hội rất lớn mà Đảng và Nhà nước đã trao gửi, đặc biệt là trong việc thực hiện hóa tiến trình chuyển đổi số quốc gia hướng đến nền kinh tế số, xã hội số. Dịch vụ Mobile Money hứa hẹn trở thành một hình thức thanh toán an toàn, hữu ích cho xã hội để người dân tiếp cận tốt hơn các dịch vụ số trong đời sống như y tế, giáo dục, hành chính công, tài chính, việc làm, an sinh xã hội và các giao dịch hàng ngày. Đây là một trong những sản phẩm chiến lược quan trọng của tập đoàn. Đang góp phần mở ra cơ hội thu hẹp khoảng cách số về tài chính, tạo cơ hội cho tất cả mọi người được tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại và đơn giản, góp phần thúc đẩy xã hội số. Để giúp mọi người biết cách sử dụng dịch vụ này, sau đây là clip hướng dẫn tải app đăng ký đăng nhập ví VNPT Pay trên ứng dụng VNPT Money. Mời quý vị cùng theo dõi. Các bước tạo mở ví VNPT Pay. Bước 1. Tải ứng dụng VNPT Pay về máy. Bước 2. Đăng ký tài khoản ví VNPT Pay mới. Mở ứng dụng VNPT Pay, cho phép ứng dụng truy cập vào danh bạ, vị trí thiết bị. Sau đó, chọn vào nút đăng ký trên màn hình để tiến hành đăng ký tài khoản. Tiếp theo, nhập số điện thoại đăng ký và chọn Tiếp tục. Hệ thống sẽ tự động gửi mã OTP về máy điện thoại. Nhập mã xác thực OTP và chọn Xác nhận OTP. Nhập các thông tin cá nhân, chọn Tiếp tục. Thiết lập mật khẩu để hoàn tất đăng ký sử dụng. Lưu ý, tối thiểu 8 ký tự gồm chữ và số, không có ký tự đặc biệt. Hướng dẫn đăng nhập ví VNPT Pay. Bước 1. Trên màn hình chính, chọn Đăng nhập. Bước 2. Nhập mật khẩu và số điện thoại, chọn Đăng nhập. Bước 3. Đăng nhập hoàn tất.
Chương trình Công nghệ và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.